Triển lãm ô tô Việt Nam 2024 vắng mở thì chợ vẫn đông. Vắng bóng các thương hiệu ô tô lớn đến từ châu Âu và Mỹ, cũng không có VinFast tham gia, nhưng triển lãm ô tô Việt Nam 2024 vẫn thu hút sự chú ý, nhờ có nhiều sản phẩm mới ra mắt. Sau một năm không tổ chức, triển lãm ô tô Việt Nam, Vietnam Motor Show đã trở lại vào năm 2024 với sự vắng mặt của tất cả các thương hiệu xe sang như Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Porsche, Audi hay Land Rover. Trong khi đó, Volkswagen và Volvo ban đầu có đăng ký tham gia, nhưng ngay trước khi triển lãm diễn ra khoảng một tháng đã quyết định rút lui. Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam vì thế trở thành sân chơi của xe phổ thông, chủ yếu đến từ các thương hiệu Nhật Bản và Trung Quốc. Ở phân khúc này, một số cái tên lớn cũng không tham gia, như Ford, Hyundai, Kia và Mazda. Thương hiệu ô tô Việt Nam VinFast vắng bóng. Trong các hãng xe không tham gia VMS 2024, một số đã lựa chọn tổ chức các sự kiện riêng của mình, như Hyundai, Mercedes-Benz và VinFast. Trên thực tế, VMS 2024 chỉ quy tụ được 19 hãng xe tham dự, trong đó có tới 7 thương hiệu xe máy, mô tô, gồm Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, KTM, SYM, Trump và Yamaha, tức là nhiều hơn hẳn các kỳ triển lãm trước. Tuy nhiên, sự kiện này là dịp ra mắt của rất nhiều mẫu ô tô mới, đủ hấp dẫn để thu hút khách tham quan. Hàng chục xe mới ra mắt, cuộc chuyển đổi xanh trong tổng số khoảng 200 sản phẩm ô tô và xe máy được trưng bày, có tới 30 mẫu xe mới ra mắt thị trường Việt Nam. Dạo nhanh một vòng quanh triển lãm, có thể thấy tinh thần chủ đạo của sự kiện năm nay là quá trình chuyển đổi xanh, với sự hiện diện của rất nhiều xe hybrid và thuần điện. Toyota giới thiệu 7 mẫu xe tại VMS 2024 thì có tới 5 mẫu là xe hybrid, gồm Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross, Camry và Alphard. Riêng mẫu Camry thế hệ mới ra mắt với 3 biến thể thì có tới 2 được trang bị động cơ hybrid. Đây cũng là ngôi sao của thương hiệu Nhật Bản tại VMS 2024. Bên cạnh đó là chiếc xe concept thuần điện Fit 3e được đặt trên bục cao, thu hút sự chú ý của khách tham quan. Chỉ có duy nhất mẫu Land Cruiser là xe động cơ đốt trong thùng túy. Honda trưng bày 2 chiếc Civic Hybrid trên sân khấu chính trong gian triển lãm của hãng, cùng 2 mẫu xe máy điện nhỏ gọn là Icon Air và CUV Air.
Không có mẫu xe nào mới lần đầu tiên ra mắt, Suzuki trưng bày XL7 Hybrid ở vị trí trung tâm, trang trọng nhất gian hàng, cho thấy tầm quan trọng về doanh số của mẫu xe này trong danh mục sản phẩm của hãng tại Việt Nam thời điểm hiện tại. Tương tự, Mitsubishi cũng không có mẫu xe nào lần đầu ra mắt tại VMS 2024. Hãng mang tới triển lãm 3 sản phẩm chủ lực, gồm Triton thế hệ mới vừa ra mắt vào tháng 9, Expander và Ford. Bên cạnh đó là phiên bản đặc biệt của các mẫu Expander, Ford và Attrax, đánh dấu hành trình 30 năm của thương hiệu ô tô Nhật Bản này tại Việt Nam. Trong khi đó, Isuzu, Subaru và Gasmoto mỗi thương hiệu giới thiệu một mẫu xe mới tại VMS 2024. Cụ thể, Isuzu vén màn phiên bản nâng cấp, facelift của mẫu xe bán tải D-Max, Subaru trình làng Crosstrek, mẫu crossover cỡ bi nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Thương hiệu ô tô châu Âu duy nhất và lần đầu tiên tham gia VMS 2024 là Skoda đến từ Séc với 6 sản phẩm trải khắp các phân khúc. Trong đó, chỉ có mẫu Kia đã được mở bán từ trước đó. 5 xe còn lại là sản phẩm lần đầu ra mắt thị trường ô tô Việt Nam, nhiều nhất triển lãm năm nay. Cụ thể, EEV là mẫu xe điện tính năng vận hành cao đầu tiên của Skoda, dự kiến bắt đầu mở bán tại Việt Nam vào năm sau. Skoda Octavia thuộc phân khúc sedan cỡ C cũng dự kiến có mặt trên thị trường vào năm sau. Trong khi đó, Hala SUV cỡ B dùng chung nền tảng khung gầm và động cơ với mẫu Kia đang được bán tại Việt Nam. Hà nằm trong kế hoạch sẽ được lắp ráp tại Việt Nam. Skoda Super thuộc cùng phân khúc sedan cỡ D với Toyota Camry tại Việt Nam. Còn Slavia thuộc phân khúc sedan hạng B chưa có lịch mở bán dự kiến. Nổi bật nhất trong số các thương hiệu Trung Quốc tham gia VMS 2024 là Milligram, với 10 mẫu xe, phủ hết các phân khúc từ sedan tới SUV, xe mui trần thể thao và xe thuần điện. Đáng chú ý, có 3 mẫu mới lần đầu ra mắt, gồm MPV cỡ trung G50, SUV 7 chỗ D90 và xe thuần điện thông minh IMLF7. Đặc biệt, mẫu xe mui trần thể thao BT đã bất ngờ được ấn định mức giá 3,2 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam, với số lượng mở bán giới hạn 100 chiếc.
Triển lãm ô tô trưng bày nhiều xe máy nhất, xe máy điện cỡ nhỏ và mô tô thể thao là sản phẩm xe hai bánh chủ đạo tại VMS 2024. Với gian trưng bày lớn nhất triển lãm năm nay, bên cạnh dòng sản phẩm ô tô, Honda giới thiệu tới 44 chiếc mô tô và xe máy, đầy đủ cả xe điện và xe xăng. Và như thông lệ, triển lãm còn có các gian hàng giới thiệu sản phẩm phụ tùng và dịch vụ như lốp, bóng đèn, camera hành trình, dầu nhớt, phụ kiện, vận chuyển, phim cách nhiệt, tinh dầu ô tô. VMS 2024 sẽ diễn ra đến hết ngày 27 tháng 10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, SEC, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh Nguyễn Lâm.